Từ sáng sớm, các tiểu thương bán lợn đất ở khu vực Đường Láng, thành phố Hà Nội đã tất bật chuẩn bị cho một ngày bán hàng bận rộn. Vài năm trở lại đây, vào ngày vía thần tài, tức ngày mùng 10 tháng Giêng, những cửa hàng bán lợn đất này đã trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Có năm cao điểm, mỗi cửa hàng bán được gần 100 con lợn đất vào ngày này. Để đáp ứng nhu cầu của khách hàng, năm nay các chủ cửa hàng đã nhập thêm nhiều mẫu mã đa dạng, từ hình mèo thần tài cho đến hình các nhân vật hoạt hình, được khách hàng ưa chuộng. So với mọi năm, năm nay lượng khách hàng mua lợn đất đông gấp nhiều lần. Tiểu thương cho biết, chỉ trong vòng 4 tiếng buổi sáng đã bán được hơn 100 con lợn đất. Hầu như là năm nào cũng thế, đến cái ngày này là rất là đắt hàng. Đó là chị cũng chuẩn bị hàng hóa rất là nhiều để phục vụ cái ngày hôm nay. Nói chung là bán sẽ khả năng là sẽ gấp đôi ngày thường. Cái ngày vía thần tài thì chị nghĩ là người có tiền thì họ mua vàng cầu may. Thế còn người mà thôi thì mình ít tiền thì họ cũng có cái suy nghĩ là đi mua lợn, đi mua heo rất tiết kiệm về. Vào ngày này, nhiều bạn trẻ lựa chọn mua lợn đất vì quan niệm cầu may mắn tài lộc. Lợn đất, đặc biệt là màu vàng, sẽ giúp bản thân và gia đình kiếm được nhiều tiền hơn, từ đó tích lũy được nhiều của cải hơn. Nhiều bậc cha mẹ cũng lựa chọn mua lợn đất để tặng con cái, để dạy cho con những đức tính tiết kiệm. Kiểu theo quan niệm dân gian của mình ấy, ngày thần tài mình mua một con lợn đất xong rồi mình bỏ tiền vào trong đấy, mình sẽ lấy may mắn đầu năm ấy. Mình có với cả mình có con nhỏ ấy, mình mua về năm nào cũng mua, xong rồi sau bạn ấy biết tiết kiệm tiền.